đã qua, công việc hiện tại và thời sắp tới. Chút nữa đây, anh Trần Quốc Bảo là người trưởng ban điều hành của phong trào sẽ lên đây để trình bày cùng với bà con để chúng ta chia sẻ nhau về công việc của phong trào quốc dân đòi độc lập Sài Gòn. Dù vậy, có nhiều người chưa hiểu rõ mục tiêu tối hậu phong trào Sài Gòn nên đưa ra lý luận rằng việc gì mà phải đòi tới Sài Gòn, chừng nào chế độ cộng sản nó sụp thì tự nhiên là tới Sài Gòn nó trả lại cho mình, cũng như là thành phố Saint Petersburg một thời gian dài đã bị tên Leningrad chiếm. Khi mà cộng sản Nga sụp thì tên Leningrad bị mất và Saint Petersburg được phục hồi. Thưa quý vị, đây là một lý luận rất có căn bản, bởi vì chúng ta xác định rằng không bao giờ chế độ cộng sản trả lại tên Sài Gòn cho dân tộc khi họ còn nắm quyền. Vì thế, việc đòi trả tên Sài Gòn phải hiểu là cố gắng làm sạch chế độ cộng sản Việt Nam, và đây là mục tiêu cuối cùng của phong trào quốc dân đòi tên Sài Gòn. Xin đừng ai lấy làm lạ, đừng ai mù mờ về điều đó cả. Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu tối hậu đó, phong trào quốc dân đòi tên Sài Gòn vận động kêu gọi đồng bào trong nước và khắp nơi trên thế giới hãy tham gia chiến dịch rộng lớn và quyết liệt tẩy trừ quyền thoại giả trá Hồ Chí Minh mà phong trào đã chính thức phát động tại Đại hội Thế giới lần thứ 2 của phong trào tại thủ đô Paris, Pháp Quốc vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, như là ông Trần Văn Ngà đã vừa nói. Từ mấy chục năm qua, chế độ Cộng sản Việt Nam đã ra sức xây dựng và đánh bóng quyền Hồ Chí Minh bằng mọi hình thức, từ việc ướp xác xây lăng tới việc treo hình dẫn tượng và cố nặn ra cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi đổi tên Sài Gòn, đổi tên Tổng giáo phận Sài Gòn ra tên Hồ Chí Minh. Và gần đây nhất, bọn chúng đi một bước rất là xa, khinh mạng thánh thần bằng cách những đặt tượng Hồ Chí Minh xem son thép vàng trong bàn thờ, ta mua chùa ở Bình Dương để mà thờ Hồ Chí Minh trong chùa. Hết chỗ nói rồi, thật hết chỗ nói rồi, cái bọn quỷ nợ đi xa quá độ rồi. Thưa quý vị, tại sao chế độ cộng sản Việt Nam đã tô vẽ quyền thoại Hồ Chí Minh một cách rất là lố băng như vậy? Thì chế độ phản dân tộc này phải làm như thế vì quyền thoại Hồ Chí Minh chính là cái lá chắn cuối cùng để chế độ đó nấp phía sau đó mà tồn tại. Vì thế, phong trào quốc dân đòi trở lại Sài Gòn khẳng định rằng khi nào quyền thoại Hồ Chí Minh bị lột trần, con người Hồ Chí Minh hiện nguyên hình là một tên tội đồ của dân tộc và thần tượng Hồ Chí Minh bị sụp đổ, thì chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không còn chỗ bám víu, chúng sẽ ngã đổ theo với cái quyền thoại giả trá của chúng, và từ đó tên Sài Gòn sẽ được phục hồi cho dân tộc Việt Nam với tên Sài Gòn.